Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Admin Kha đây. Trên tay của mình ngày hôm nay là cái chiếc Xiaomi 12T, là một trong những chiếc máy vừa mới được ra mắt của Xiaomi. Đó, trước đó thì mình đã làm video về cái chiếc Xiaomi 12T Pro rồi. Và trong video này thì mình sẽ nói về phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thường của nó. Đối với lại cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có được một cái thiết kế vẫn y chang như thế luôn, không có sự khác biệt gì cả, và kể cả về mặt thông số màn hình. Như vậy là chúng ta có thể thấy, nếu mà xét về mặt thông số thì hai cái khác biệt lớn nhất chúng ta thấy được là về camera 200MP cũng như là về con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 khi mà các bạn mua cái chiếc Xiaomi 12T Pro. Và những thứ còn lại thì nó đều giống y chang so với lại phiên bản thường này các bạn nhé. Đó là hai cái khác biệt lớn nhất các bạn cần để ý. Và mức giá thì nó cũng sẽ trên dao động đâu đó là tầm khoảng là từ 3 đến 4 triệu đúng không nè. Thì với một cái khoản trên như thế thì mình thấy đây cũng là một cái sự gọi là trên nó có vẻ là hợp lý. Và đối với lại cái chiếc Xiaomi 12T này, nó có một cái form thiết kế cũng y chang như là cái chiếc Xiaomi 12T Pro cũng như là Redmi K50 Extreme vừa mới ra mắt. Màn hình mặt trước nó cũng sẽ có cái độ phân giải là 1.5K, có thể hiển thị được 68 tỷ màu. Chính vì thế cho nên là chúng ta cũng có thể suy ra rằng là đúng, rõ ràng là về một form thì nó y chang như cái con K50 Extreme cả. Màn hình của cái chiếc Xiaomi 12T này nó rất đẹp. Và nếu như kể cả so với lại cái chiếc Xiaomi 12T Pro ấy thì nó cũng không có sự khác biệt gì cả. Và dành cho những bạn nào mà quan tâm về con chip Dimensity 8100 Ultra này thì các bạn có thể là chờ đợi test game trên channel của Dương Dê các bạn nhé. Đó, mình thì mình sẽ test game trên channel của Dương Dê. Còn đối với lại những video trên tay review đánh giá riêng như thế này thì mình làm ở Kênh Công Nghệ. Và cái phần hiệu suất đó mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất tốt thôi. Có một điểm mình nhận thấy rằng là về mặt con chip Dimensity 8100 ấy, đối với lại những cái chiếc máy điển hình như là những cái chiếc máy sách tay, những phiên bản mà Xiaomi sách tay như là cái chiếc Redmi Note 11T Pro hoặc là Redmi Note 11T Pro Plus, thì thường hiệu suất của nó sẽ không bằng so lại phiên bản quốc tế. Điển hình mình muốn nói đến ở đây đó chính là cái chiếc Poco X4 CT, cũng là phiên bản, chỉ là phiên bản đổi tên, một cái phiên bản quốc tế của Redmi Note 11T Pro thôi. Đó, cũng chạy con chip Dimensity 8100. Tuy nhiên thì cái phiên bản Poco X4 CT này thì nó lại cho ra một cái hiệu suất tốt hơn so với lại phiên bản nội địa. Đó, thì mình cũng đã có là video test game hết rồi. Và đó cũng là những cái trải nghiệm mà mình nói thêm vào về cái dòng chip Dimensity 8100 này thôi. Còn đối với lại M Ultra này thì cũng chưa có thể là vội kết luận được các bạn nhé. Tuy nhiên thì năm nay các bạn có thể thấy được rằng là dòng chip Dimensity của MediaTek họ đang cho ra một cái hiệu suất rất tốt. Và mặt bằng chung từ những cái chiếc máy nội địa sách tay thì không nói rồi, những cái chiếc máy chính hãng tại thị trường Việt Nam, những chiếc máy quốc tế cũng được trang bị những cái dòng Dimensity flagship rất nhiều. Chứng tỏ một điều là năm nay dòng chip Snapdragon có vấn đề. Và rõ ràng đó là lý do tại sao mà nhiều hãng chuyển sang những cái dòng chip khác, điển hình như là MediaTek, đặc biệt là trong phân khúc giá cận cao cấp cũng như là cao cấp. Ngày xưa thì làm gì có MediaTek flagship các bạn. Ngày xưa là chip MediaTek nó chỉ là tầm trung giá rẻ thôi. Chứ còn bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là chưa kể là nó đã có những cái dòng chip flagship rồi mà nó còn phổ biến, nó còn được rất là nhiều người tiêu dùng nữa cơ. Đấy, những cái phiên bản mà cháy hàng như là cái chiếc Redmi K50 Pro tại thị trường Trung Quốc đấy, Dimensity 9000 đấy, sau lại một cái con máy khác có hiệu suất được xem, có thể là được xem như tốt hơn như là Snapdragon 8 Gen 1 của con K50 Gaming. Thế nhưng mà có ai mua đâu, trong khi người ta sẽ đổ xô người ta chạy theo cái phiên bản Dimensity 9100 hết. Đó, thì đó cũng là một cái lưu ý gửi đến cho các bạn. Về phần option RAM ROM thì cũng rất là thoải mái. Mức giá của con này là dao động tầm khoảng 12 triệu rưỡi, mà sau khi được trừ quà thì nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu thì mình thấy nó khá là hợp lý rồi các bạn à. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ đảm bảo giữ nguyên một cái khoản trên là rơi vào tầm 3 đến 4 triệu, kể cả là con Xiaomi 12T Pro sau khi nó trừ quà cũng thế. Phiên bản option thấp nhất của con này thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Và con này thì cảm biến vân tay của nó cũng giống như là cái con Xiaomi 12T Pro hoặc là Redmi K50 Ultra Extreme gì đó, là cái cảm biến vân tay nó hơi đặc lệch về phía bên dưới. Đây là một điểm mà mình chưa thật sự là thích cho lắm. Giá như nó đẩy lên một tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái thao tác dễ dàng hơn. Còn đây cũng là một cái chiếc máy mà nói chung là xu hướng năm ngoái của Xiaomi, hoặc là kể cả là năm nay lưng chừng đi chăng nữa, đến giữa năm thì cũng có rất nhiều các chiếc máy mà nó chủ yếu là nó chỉ trang bị cái cảm biến vân tay bên cạnh hông thôi. Đó, thì bây giờ đây thì những cái chiếc máy kiểu như thế này nó đã được trang bị cái cảm biến vân tay bên trong màn hình rồi. Cũng là một cái điểm mà Xiaomi đã thay đổi để trong cái thiết bị của mình nó có những cái công nghệ nó xịn sò hơn. Còn loa của em này thì rất là chất lượng rồi, không có gì để chê cả. Pin thì cũng có dung lượng là khoảng 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 120W. Đó, đây là một trong những cái công nghệ mà mình đánh giá rất cao Xiaomi, khi mà Xiaomi đang ngày càng phổ cập
với những cái chiếc máy mà kiểu như thế này, vừa có một cái thông số tốt, rồi kèm với đó là cái công suất sạc đi kèm, pin bổng cái thứ này kia, khi mà kết hợp lại nó gần như là cho ra một cái trải nghiệm vô đối trong tầm giá. Camera của con này thì cũng có độ phân giải là 108 megapixel. Mình nghĩ rằng là chắc là cái con cảm biến này thì nó cũng sẽ giống na ná với lại cái con K50 Extreme của phiên bản nội địa thì phải. Đây là mình không chắc các bạn nhé. Tuy nhiên thì về mặt thông số thì nó sẽ na ná như thế. Cho nên là cũng phải cần video trên tay test tủng các thứ này kia thì mới biết được thực hư nó là như thế nào. Đây chỉ là một cái video đánh giá gọi là tổng quát thôi. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn quan nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.